Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khuyên Flower, cuộc sống là đam mê. Hôm nay thì Khuyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm một cái cốt bó hoa dài và mình vẫn hay làm nhé. Những cái cốt này thì hay được sử dụng mà nhất trong các mùa làm hoa, ngày lễ rất là nhiều. Ở đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm đơn giản nhất cho các bạn, có thể là dễ làm từ các bạn chưa làm bao giờ các bạn cũng vẫn có thể làm được nhé. Ở đây thì mình sử dụng nguyên liệu đấy là 6 tờ giấy, và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách làm nó có hai màu một chút, trông nó sẽ đan xen với nhau, nhìn nó sẽ sinh động hơn một chút, giống như này đó. Có hai màu như này và trông chúng ta sẽ nhìn nó sẽ đan xen và trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và khi mà mình làm xong thì lúc nào mình sẽ có thời gian thì mình sẽ chia sẻ cách cắm những cái bó hoa như thế này, các bạn sẽ cắm đẹp hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình sử dụng là 6 tờ giấy nhé, và điều đơn giản mình vẫn sử dụng đấy là cái cốt fini như thế này và 1/3 miếng xốp. Sau đấy thì các bạn sẽ hai tờ giấy trắng này các bạn sẽ chia làm đôi như này. Hai tờ giấy trắng các bạn sẽ chia làm đôi. Còn tờ giấy tím này thì các bạn sẽ để một tờ nguyên cho mình nhé. Một tờ nguyên này. Còn lại là có 6 tờ thì có 4 tờ màu tím thì các bạn sẽ một tờ sẽ cắt ra làm đôi theo chiều dọc. Cắt đôi ra theo chiều dọc. Còn hai tờ kia thì các bạn sẽ cắt đi một chút bởi vì nó sẽ bị hơi dài. Hai tờ này là mình sẽ tờ làm phần chân nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một tờ giấy mách nhá. Các bạn sẽ cắt ra làm lửa như thế này cho mình. Các bạn nhớ là theo cái thớ dọc của tờ giấy nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bó nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm hai tờ giấy trắng này ở bên trong. Các bạn sẽ làm một tờ giấy lót ở bên trong để trông cho nó. Thứ nhất là để cho cái lưng của mình nó cứng hơn này. Thứ hai là để cho nó tạo cái lèn trông nó xinh hơn này. Các bạn sẽ gập lên như thế này cho mình. Các bạn để sẽ tầm chiều dài như này, khoảng tầm 2/3 nhé. Thế này đi. Đó. Rồi, ra cho bạn nhìn cho dễ. Nhìn rõ không ạ? Các bạn sau đấy thì các bạn sẽ để cốt này vào trong và chúng ta sẽ bắt đầu bó. Nếu mà bạn nào chưa quen ấy, đây, nếu mà các bạn chưa quen thì các bạn có thể là làm từng tờ một như này nhé. Mình làm quen rồi ấy, mình làm nhiều ấy, thì mình hay làm hai tờ nối vào nhau, nhưng mà các bạn chưa quen thì các bạn có thể nối làm từng tờ một. Và các bạn sử dụng băng dính này hoặc dây quấn thì tùy các bạn nhé. Sau đấy các bạn có thể là vẫn để tờ cao tờ thấp cũng được, không vấn đề gì, không nhất thiết là hai cái này, không nhất thiết là hai cái này phải bằng nhau. Sau đấy là các bạn sẽ như này, và tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái phần trên mặt của mình cho mình nhé. Thật ra thì cái tờ giấy make ở trên này cũng không cần thiết cũng được, nếu mà một số bạn muốn tiết kiệm hoặc là bó được những cái bó hoa nó nhỏ hơn ấy thì không cần cái lớp lót này cũng được. Thế nhưng mà mình thấy lót một cái lớp này thì nó sẽ bồng bềnh hơn và trông nó sẽ dày dặn cái lớp đằng trước hơn. Sau đấy thì các bạn sẽ để mặt đằng trước như này nhé.
Và tiếp tục đến thì ta sẽ sử dụng cái tờ giấy màu tím còn nguyên nhé. Khi mà các bạn làm một lớp ấy thì sẽ để nguyên một chỗ được, nhưng mà khi mình vận chuyển ấy thì mình sẽ để như thế này thì nó sẽ, nếu mà một lớp này nó sẽ rất là mỏng mỏng này. Đó. Nếu mà làm một để một chỗ thì các bạn sẽ để như thế một lớp cũng được. Thế nhưng khi mà có một lớp lưng này nữa rồi, nó sẽ có hai tầng vào nhau ấy, nó rất là cứng cáp rồi. Cái này tùy theo để chiều dài ngắn. Ví dụ như các bạn mà làm bó hoa tròn ấy, mà bó hoa tròn một mặt mà hơi vát vát ấy, thì bạn chỉ cần để ngắn như thế này thôi cũng được nhá. Được, để cái chiều cái này cách đến đây một chút là được thôi. Và một vài tờ giấy bên ngoài thì chúng ta vẫn được cái bó hoa mà kiểu như là thuộc dạng như là tặng sinh nhật ấy, thì chúng ta để như thế thôi. Còn nếu mà bó hoa hội nghị ấy, thì các bạn sẽ để nó sẽ dài hơn một chút như này cho mình nhé. Để nó sẽ có cái phần lưng ấy, trông nó sẽ không bị chống quá khi mà chúng ta cắm hoa, và muốn làm cái bó nó to hơn một chút thì cái giấy nó sẽ to hơn, thì trong cái bó hoa nó sẽ to hơn. Còn nếu mà các bạn để nó ngắn quá mà mình muốn làm cái bó hoa to ấy, thì trông nó sẽ bị giấy nó sẽ bị gọi là kiểu như là hơi hụt ý, hơi thiếu. Tiếp sau đến thì các bạn sẽ để hai tờ hai bên này nhá, hai lửa. Các bạn sẽ sử dụng hai lửa. Các bạn nhớ để ý là khi mà mình làm ấy, nó sẽ có mặt trong và mặt ngoài. Ví dụ như gập như thế này thì đương nhiên cái mặt này sẽ là mặt ngoài và mặt này sẽ là mặt trong. Và khi mình làm ấy thì mình để chú ý, mình nên để cái mặt ngoài ra bên ngoài. Thực ra thì cái màu này nó sẽ không bị lộ nhiều, thế nhưng mà có những cái màu khác ấy, nó cũng sẽ rõ hơn. Mình làm quen rồi thì mình nhìn nó sẽ dễ. Còn các bạn chưa làm quen ấy thì mình cứ theo cái chiều gập của giấy người ta đã gập sẵn ấy. Sau đấy các bạn sẽ ốp hai. Cũng tương tự như là các bạn nếu mà chưa quen thì các bạn có thể làm một phần một nhé. Còn đây mình đã làm quen rồi thì mình sẽ ốp hai phần vào này. Và tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng đến hai tờ giấy màu trắng này. Ở đây là mình sử dụng theo cách cân đối. Nếu mà các bạn có thể là cho hai tờ giấy màu trắng này ở bên trên này cũng được, hay hai tờ giấy tím này cũng được, tùy theo mỗi người thích phối màu như thế nào cũng được nhá. Có người thích hoa lá cành thì mọi người có thể là phối các màu với nhau. Nhưng mà một cái cốt thì tốt nhất là cũng chỉ tầm hai màu thôi, hai màu đến ba màu là cùng thôi. Ba màu thì ví dụ mình sẽ cho một cái tờ giấy chủ đạo này là màu khác chẳng hạn, hoặc là điểm nhấn một chút thôi, còn lại thì các bạn nên sử dụng một màu nhé. Thường thường thì mình hay sử dụng một màu. Nếu mà để bó hoa tươi ý, thì đây các bạn sẽ gặp vào như này và chúng ta sẽ phần như này. Nếu mà để bó hoa tươi ý, thì các bạn làm cốt ý, thì nên chọn những màu sáng, những màu sáng thì tại vì nó là cốt sẵn nên là khi nào mà mình không thể là bó theo tông màu hoa được, nhưng những cái cốt màu sáng ấy thì nó sẽ có sẵn và nó sẽ dễ theo. Đây là cái phần mà lúc nãy mình cắt thừa ra nhá, cái phần mình cắt thừa ra và các bạn sẽ ốp lên trên này. Thực ra thì một chút thừa này cũng chả để làm gì cả, nên là các bạn sẽ làm như vậy và chúng ta sẽ ốp lên đây. Cái màu sáng ấy thì khi mà mình cắm hoa thì cắm hoa sáng cũng được, hoa tối cũng được thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn khi mà chúng ta làm những cái cốt hoa mà làm màu tối rồi ấy, thì khi mà chọn hoa nó sẽ khó hơn một chút, tại vì là hoa tươi thì mình hay làm màu sáng. Tiếp theo thì sẽ còn đến hai tờ cuối cùng như này nhá, thì các bạn sẽ gập như này này, gập như này cũng được này, gập như này này, đó, sau là như này, sau là ốp vào đây như này. Vào đây như này. Đấy nhá. Còn nếu mà không thì các bạn cũng có thể gập như này. Nói chung là nó có nhiều cách gập lắm, mỗi người một ý thích. Mọi người có thể là gập thì theo ý như là, mà nếu mà làm quen đây, chúng ta sẽ được hai cái sóng như này. Chúng ta sẽ ốp vào đây. Cái này sẽ là một lửa, còn lại thì sẽ là một lửa nhé. Mọi người nhớ là gập ngược lại đối với tờ của bên này nhé. Đây chúng ta sẽ cuốn vào luôn này.
Một cái cốt này tôi nhìn chỉ 6 tờ giấy và 1 tờ giấy mét vuông, nhưng mà nhìn rất là đẹp và rất là to. Và các bạn cắm hoa rất là dễ. Đây nhá, khi mà bên này thì các bạn sẽ gập vào bên này như này. Đó. Thế còn ở bên này thì các bạn sẽ gập theo tay bên này luôn. Theo tay bên này luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ được một cái của bên này luôn. Đấy, nó sẽ cân xứng nhau luôn này. Khi mà không quen ấy thì các bạn đừng làm vội, thì các bạn cứ chỉ gập giấy không thôi. Gập giấy không, đến khi nào mà quen tay thì các bạn sẽ làm thì nó sẽ được nhiều hơn. Thực ra thì mình sẽ muốn chia sẻ những cái cốt to như này bởi vì là mình cũng có một vài đơn ở xa ấy, thế nhưng mà bây giờ thứ nhất là bên vận chuyển ấy cước rất là cao, và lại những cái cốt này mà mình đã lên giấy như này rồi thì nói thật với các bạn là để đảm bảo mà để đi không bị nhăn ấy thì mình không dám đảm bảo đâu, bởi vì thế thì chỉ có xe nhà mình hoặc là xe các bạn đến tự lấy thôi. Còn mình đóng vào thùng với kiểu gì những cái tờ giấy này này nó cũng sẽ bị nhăn hơn. Nên là khi mà mình đóng làm cho các bạn ấy thì mình cũng sẽ làm bằng giấy một mặt này, thì khi mà mình kéo kỹ như này thì nó sẽ dễ hơn, mình chỉnh sửa nó cũng sẽ dễ hơn. Thế nhưng mà không thể tránh khỏi được là nó gãy hoặc là nó bị gập giấy. Nên là khi mà các bạn muốn làm những cái cốt này thì các bạn nên là tự học làm thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ đảm bảo an toàn cho cái bó hoa của chúng ta nhìn nó cũng xinh hơn. Và đấy là xong cái phần giấy rồi nhá. Chúng ta sẽ điểm một chút lưới ở phía bên dưới này. Ở đây mình sử dụng lưới thô màu trắng nhá. Các bạn có thể là nếu mà như bó màu tím như này thì các bạn sử dụng màu trắng này, hoặc là sử dụng màu tím cũng được. Tại vì là nó có màu tím và màu trắng thì chúng ta sẽ sử dụng màu để tương đồng với cái bó hoa, trông nó sẽ không bị quá lộ liễu. Khi một cái bó hoa như này chúng ta không nên sử dụng lưới màu đỏ hay lưới màu hồng nhá. Trông nó sẽ không tương đồng và không tạo được cái độ sang của cái bó hoa. Vậy là đã xong một cái phần bó hoa này, giờ chúng ta chỉ cần thêm một cái lơ thôi là ok. Mọi người xong, mọi người có thể là chỉnh sửa một chút như này cũng được. Đó. Khi mà lên bó hoa mình bó xong ấy thì mình lên một chút thôi. Và cái bó hoa này của mình ấy nó đã bó sẵn như này rồi. Cái phần viền này nếu mà các bạn chỉ cần làm một cái bó tròn ở trong giữa này thôi cũng được, xong chỉ thêm 1-2 cái lá táo dài lên đây, và là các bạn thêm chữ chúc mừng cắm dài lên đến đây thôi, thì cái bó hoa của chúng ta tự nhiên từ cái bó hoa mà sinh nhật thì cũng được, và sinh nhật cũng được, và cả cái bó hoa mà muốn đi hội nghị thì cũng được nhá. Lơ thì mình luôn luôn làm một cái lơ đơn giản như này. Các bạn sử dụng cái lơ lụa nhá. Đây mình sử dụng màu hơi màu tím nhạt nhạt lâu lâu này. Và khi mà làm một màu mãi thì cũng chán, nên là các bạn sẽ làm hai màu vào như này thì cũng rất là xinh và rất là dễ làm nhá. Cũng chỉ một chút đá điểm khác một chút thôi, nhưng mà nó sẽ được cái tạo cái khối nó khác nhau và thì nó cũng sinh động hơn. Mình vẫn có những cái khách hàng mà đi vận chuyển cái cốt này đi xa nhá, nhưng mà nói chung là nó sẽ không được đẹp như là ban đầu đâu, đấy là mình cứ nói thật thế. Còn nếu các bạn nào mà muốn liên hệ luôn cốt thành phẩm hoặc liên hệ giấy thì các bạn có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại mình đã để ở dưới phần mô tả nhé. Và đây là đã xong một cái cốt xinh xắn luôn. Đấy, cái lơ thì các bạn chỉ cần làm ba cái tay như này thôi đó là đã được xong. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, một số mẫu mình đã làm đây. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại.